Ngọc gặp chấn thương bên tay phải cái dây chằng cho nên phải phẫu thuật. Trong thời gian này chữa trị thì Lộc không có đi xe máy được. Với mong muốn đi lại của mình cho nên là Lộc đã nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là chuyển cái tay ga từ bên tay phải sang tay trái để Lộc có thể chạy đi được. Lộc sẽ cố gắng luyện tập cũng như là lái xe đi. Thì với phương án mà chuyển tay ga sang bên trái thì Lộc có mua một cái cùm domino, mà lưu ý là các bạn mua loại 2 dây nha, để khi mình để qua đây mình để bên tay trái á, mình tráo cái dây lại qua này. Và cũng may mắn là chiếc S81 của mình là cái dây loại đây 1 ga thôi, dây ga mà 1 dây thôi, cho nên mình chuyển qua kia mình sẽ làm theo cái chiều ngược lại. Rồi mình mua một cùm domino để mà mình thay qua bên tay trái. Thì bây giờ bắt đầu nha. 110. Thì sau khi mà mình tháo cái ga này ra thì mình được cái sợi dây ga này, dây ga của thắt thì ga một chiều thôi. Bây giờ mình chuyển cái dây ga này qua đây và mình thay thế cái này bằng một cái đùm dây ga khác thì mình sẽ bằng được ga. Sau khi mọi người tháo cái bao tay ra rồi, bây giờ là có thêm cầm đây vô vị trí này và mình gắn dây ga vô là xong. Sau khi các bạn lắp xong dây ga vô như thế này thì các bạn lắp cái đầu lại. Và các bạn xem nè, hai dây ga thì mình đi vô cái dây trên vậy thôi là mình sẽ vặn được. Ngon lành.